xào cho nó ăn chứ thịt bò. Đâu, đang phải để chị để ghép đây là cách xào lôn câu xong thế. Ở đây cái đấy nó bán rẻ mà. Có. Không đắt như ngoài quê. Ở đây các bạn món lôn câu sau đấy, sau đấy ta phía hình toàn cho lôn câu vào đào đều. Bây giờ cái bếp này chưa làm cho nó đẹp được, để làm đẹp nó lại chất tắp. Cái này nhìn nó lộn thuộm bẩn thỉu quá, đi quay này. Nhìn nhiều thằng quay bẩn hơn mình. Bọn miền núi đang quay như thế nào? Cái ăn giá này là ta xào lồn trâu săn lại. Nằm lại ăn nhẹ. Đừng có nước ấy, đang có nước trong ấy. Nhưng mà cái này chưa rửa qua chứ? Không, không cần rửa, để chua với ăn mới ngon. Em đã rửa đâu? Đi phải 20.000, 25.000 ấy. Như con này đắt lắm. Chưa trong này đắt thật. Rau thì nó mắc mà. Cái này cứ múc ra đâu bỏ đấy, cất vào vẫn ăn được bình thường. Cái này này. Chú đi bỏ vào gương rồi. Đi bỏ vào bỏ không, cái thịt bò mà. Đứ đứ đấy, cà chua vào cuối, đảo đều luôn à. Đừng có động vào anh ấy. Từ đảo đi đã. Đảo gì, đảo sơ sơ vậy thôi chứ. Giờ là đun sôi. Mà ăn nhỉ. Chua đấy. Nước dừa này chứ. Ừ, nguyên nước dừa. Cho thì cho hết vào này. Quên không bỏ vào mắm. Bỏ cái gừng này vào là sẽ ngang. Đừng có bỏ gừng. Lát nữa lúc nào ăn bỏ ấy mà. Người ta phải bỏ rau thì lạ đi. Không ai bỏ thì lạ cái này. Không có ấy à. Không mong kẹo đắng à. Trắng à.